Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với Thu Hà nè. Bữa nay thì Thu Hà sẽ lên cho mọi người một dàn siêu phẩm Winner V3 rất là đẹp luôn ha. Cái mẫu đầu tiên á, Hà đang tâm đắc nhất ở đây là cái màu xám đen á. Cái màu này tại vì Hà thấy á, thứ nhất là nó vừa sạch sẽ nè, thứ hai nữa là nhìn rất là nam tính luôn, thứ ba là nhìn lại rất là thời trang và tinh tế nữa nè. Và quan trọng ở đây là cái doanh số bán ra của màu này nó rất là cao, nên là Hà nghĩ là chắc tất cả khách hàng gần như là sẽ thích cái màu này, nên Hà sẽ giới thiệu màu này trước nha. Cái màu này bên Hà phối màu xám đen phối với lại màu đỏ. Tính ra thì cái nền màu xám cũng khá là dễ phối. Ví dụ như là trên nền xám đen mình phối màu đỏ hoặc là màu vàng hoặc màu trắng gì đó thì đều được cả. Như ở đây thì bên Hà đã sáng tạo ra cái mẫu tem thế này. Nếu mà bạn nào mình muốn sáng tạo khác nữa thì cứ liên hệ Hà Sơn theo yêu cầu nha. Mẫu xe này là dòng xe thể thao của nhà Honda. Và đây là dòng xe full tay, hiện tại theo đánh giá của Hà là được trang bị đầy đủ tính năng với giá cả thấp nhất thị trường luôn. Tại sao Hà nói trang bị đầy đủ tính năng? Tại vì em này sẽ có khóa thông minh nè, có cổng sạc nè ha, rồi có cả phanh ABS nữa đó, rồi trên xe được thiết kế đồng hồ cũng là đồng hồ full LCD luôn, và có phun xăng điện tử luôn. Nói chung là không còn thiếu chức năng gì hết của một chiếc xe máy, thì gần như là em này đã đáp ứng đầy đủ hết rồi, và là dòng xe côn tay. Và cái quan trọng ở đây là cái giá nữa. Những dòng xe côn tay khác nếu như mà tích hợp đầy đủ các chức năng này á, thì thường thường cũng phải ngoài 40 đúng không, còn như em này chỉ có ba mấy à, ba ít thôi ha. Và cụ thể hiện tại là phiên bản ABS có đầy đủ chức năng luôn, chỉ dao động từ 34,5 triệu tới 36,5 triệu thôi. Là như cái M3D này là 36,5 triệu nè, còn màu zin nó chỉ có 34,5 triệu thôi nè. Còn nếu bạn nào mà lấy bản CBS nó chỉ có 33,8 triệu thôi, rất là mềm luôn. Em xe này thì bên Hà có độ lên một số đồ chơi nè, chẳng hạn như là tay thắng này ha. Tại sao Hà bảo là độ lên? Tại vì zin của nó thì nó sẽ không phải như thế này ha, là bên Hà sáng tạo và độ, vừa sáng tạo cái dàn áo và vừa độ thêm đồ chơi để nhìn chiếc xe nó đẹp hơn, tạo điểm nhấn cũng như là cứng cáp hơn như chiếc xe. Tay thắng này thì sẽ không có bị gãy được nữa nè, mình có thể tăng chỉnh được nè. Rồi phía trước thì có một cặp mâm 6 cây màu bạc nữa nè, chống độ trước. Phía trong thì có gắn bảo vệ cái nước, cái này bên Hà gắn thêm ha. Ba ga titan 10 ly này, chống rỉ sét cho mình luôn ha. Rồi phía sau thì có chống độ sau nữa nè. Bạn nào mà muốn lên phuộc hoặc là dây cắt te gì đó thì Hà sẽ báo giá cho mình thêm ha. Rồi ngoài cái màu này ra thì bên Hà còn rất là nhiều màu nữa nè, xanh lục bảo cũng có nè, hoặc là xanh trắng cũng có, vàng cũng có. Các em này là màu trắng đen 3D nè, trắng đen 3D ha, trắng đen hay trắng xanh ta, hình như là trắng xanh á, trắng xanh nha mọi người. Đây nè, trắng xanh nè, này mẫu này mới lên á, bữa giờ Hà không thấy mẫu này. Phía bên kia có nhiều màu lắm, xanh xi măng cũng có nè, đỏ candy cũng có nữa, trắng cam cũng có. Nói chung á là thực sự luôn, nếu mà bàn về màu thì bên Hà không có thiếu màu nào hết trơn á. Cả nhà mình cứ ra cửa hàng để mình lựa cho thoải mái ha. Còn trên video thì do thời lượng cũng có giới hạn nên là Hà không thể quay tất cả được, Hà quay một số mẫu điển hình cho mình ha. Và giá sẽ dao động từ 33,8 triệu cho tới 36,5 triệu tùy màu. Và khi mua góp thì mình sẽ trả trước từ 4 triệu trở lên giúp Hà nha. Thủ tục mua góp rất đơn giản, chỉ cần chứng minh hoặc căn cước công dân thôi. Và đủ 18 là Hà sẽ hỗ trợ mình lên hồ sơ. Trước khi tới mua xe, đừng quên liên hệ đặt lịch hẹn trước qua hotline với Hà, sẽ được giảm thêm chi phí đi lại từ 500 ngàn tới 1,5 triệu nha. Số điện thoại là 0937 438101. Địa chỉ cửa hàng nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hà đang hỗ trợ đón khách miễn phí tại hai địa điểm là ngã tư Sọ Sao hoặc là ngã tư Hòa Lợi. Tuy nhiên nếu như mình ở xa, mình không có rành á, thì mình cứ tới khu vực Bến Cát thì gửi định vị cho Hà, Hà sẽ tới Hà đón luôn ha. Rất là tận tình với khách hàng luôn. Bây giờ là thời điểm hôm nay Hà quay là ngày mùng 6 tháng 12 đúng không? Cũng sắp Tết rồi ha, nên là cả nhà mình tranh thủ mua nhanh để còn kịp biển số đi Tết nữa nha. Hôm nay thì chắc là tạm biệt cả nhà ở đây thôi. Rất mong sẽ gặp gỡ mọi người tại cửa hàng trong thời gian gần nhất. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.